Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. À quên, từ khoan. Hình như cái đó không phải là cái câu chào bình thường của tôi. Nếu như mà nói là câu chào ngày xưa của tôi thì phải là hello, xin chào mọi người. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh reaction đấy bạn ơi. Yeah. Ôi, có lẽ là có nhiều bạn, những bạn nào mà xem tôi ở những cái thời gian đầu á thì chắc các bạn cũng biết cái câu chào đó của tôi đúng không? Thì bình thường tôi hay chào kiểu vậy. À, nhưng mà bây giờ thì tôi không chào nữa, bởi vì tôi biết là tôi bây giờ đã xấu rồi chứ không còn đẹp như ngày xưa nữa. À, tính ra ngày xưa cũng đâu có đẹp đâu. Ngày xưa tự nhận đẹp chứ cũng đâu có đẹp. Yeah. Và ngày hôm nay á thì không phải là một video chơi game, mà video ngày hôm nay sẽ là một video mình sẽ tự reaction lại kênh YouTube của mình sau 6 năm mình làm YouTube. Hình như tính đến hôm nay là cũng gần 6 năm tôi làm cái công việc YouTube này rồi mọi người ạ. À. Và hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta reaction lại xem coi kênh của tôi từ ngày xưa đến bây giờ thì nó đã trải qua như thế nào nha các bạn nha. Ok, và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho tôi một like, một share và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của tôi nha các bạn. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Let's go. Nếu như ông nào á mà muốn xem lại cái video cũ nhất của tôi á thì mong có thể vào trong kênh của tôi, sau đó bấm cho em cái phần cũ nhất nè. Đó thì nó sẽ ra được video của tôi cách đây 5 năm trước. Ui, video này là quay cách đây 5 năm trước, video đầu tiên nè. Mini World heo đột biến đòi phá hủy thành phố trong Mini World. Nghe tiêu đề có vẻ lít bay các bạn à. Để xem thử coi ngày xưa tôi diễn như thế nào nha. Ok, vô xem thử coi. Quảng cáo mấy má ơi. Mua YouTube Premium đi. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Gì đây? Gì mà đẹp trai mới có nhiều đứa yêu? Gì đây? Tính ra làm ngày xưa làm video là dễ lắm luôn các bạn. Chỉ cần làm cái đoạn gì đó hài hài xong ghép tiếng cười vô thôi, vậy là có người xem luôn rồi đó. Ồ, dạ. Ừ, trời sáng rồi à. Wow. Hey, trời sáng rồi bạn. Trời sáng rồi à. Wow. Đi ăn sáng kìa nè. Ừ, hôm qua mình mới vừa nhờ thằng đệ tử đi làm một ít bánh hamburger để ăn. Dạ, các bạn thấy không? Đây là một thí nghiệm mới của mình nè. Đó. À, quên nữa. Trời ơi, tính ra nha là cái giọng của tôi ngày xưa nó đã giống cái giọng của tôi bây giờ rồi nè. Có nhiều người á hay bảo là sao mà giọng của ông Phong Cận này á nghe giống giọng của con nít quá. Ờ, nghe giống cái giọng nó không có hợp với cái cơ thể á. Nhìn tôi cũng bự con, đô con à. Mấy bạn mà gặp tôi ngoài đời bạn sẽ thấy tôi cao cực kỳ và người tôi bự cực kỳ luôn. Nhưng mà cái giọng của tôi mấy bạn nghe thì cái giọng tôi á thì thật ra này không phải là giọng thật của tôi. Để tôi bật giọng thật của tôi cho mấy ông nghe nè. Đây, đây mới chính là cái giọng thật của tôi nè. Bình thường khi mà tôi quay video á thì tôi sẽ chỉnh cho nó cao lên để khi mà tôi nói chuyện á thì mấy bạn sẽ dễ nghe hơn. Tại bạn có thể thấy là cái giọng thật của tôi khi mà tôi nói chuyện á thì nghe nó hơi kiểu là hơi khó nghe đúng không bạn? Cho nên là tôi phải chỉnh nó cao lên. Đó, cái kiểu vậy. Rồi, video tiếp theo của tôi thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái video chơi game ức chế nhất hành tinh Phong Cận TV. Ok, vô đây. Lên trơn, cái quỷ gì mà trơn quá vậy? Cái quỷ gì mà trơn quá vậy? Mày sorry không? Và hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay. Tính ra hình như đây là cái video đầu tiên mà tôi show cam cho bạn thấy mặt của tôi đúng không ta? Ngày xưa nha, là tôi nghĩ đầu á là tôi sẽ giấu mặt của mình, tôi không cho bạn thấy mặt của tôi. Đến khi nào tôi đạt được 100k subscribe tôi sẽ bắt đầu show mặt để cho nó bí ẩn, các bạn hiểu không? Nhưng mà ngày xưa là thích được nổi tiếng cho nên là cũng show mặt trước để cho mấy bạn coi, mấy bạn nào nhận ra không, ra đường có ai xin chụp hình không? Nhưng mà ai về không ai xin chụp hình hết. Tại lúc này là mới làm cho nên là chưa nổi tiếng. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là nhìn đúng ghét luôn á. Và hai, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hai, đúng ghét luôn. Mình là ai? Mình là Phong Cận TV. Và hôm nay nhảy đi tăng 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 tăng. Có đoạn này luôn à? Tôi đang làm cái gì vậy trời? Có các YouTuber khác chơi mình thấy nó cũng khá đơn giản mà. Biết có bị phải là khó chịu nhất hay không? Feel free to go away and come back. I'll be here. Các bạn thấy mình ghê. Ôi đậu phộng qua tới tận bên đây. Ngày xưa ăn mừng kiểu. Các bạn thấy mình ghê không? Quá ngây thơ. Ai, trời ơi, tôi xem lại video cũ của tôi, tôi cảm giác là ngày xưa tôi đúng kiểu ngáo ngơ luôn mấy ông. Và bây giờ tôi muốn ẩn mấy video này đi luôn. Thời. À, đây rồi. Đây mới đúng là video huyền thoại ngày xưa nữa bạn. Video huyền thoại của Phong Cận TV. À, video này là video của cái bài Chuyện Tình Tôi của anh Cây Trần á bạn. À, giờ chúng ta xem lại thử video này của tôi ngày xưa như thế nào, hiểu không? Ngày xưa là còn làm Mini World. Và sau đây là sự xuất hiện của cô dâu nhà chú. Yeah. Yeah. À. Yeah. Tiếng chuông
ngân vang bên tai có một dòng thư gửi đến. Ngày 8 tháng 5 hôm nay là ngày của em đám cưới. Con tim anh rối bời rồi, đôi môi anh muốn thốt lên, trái tim anh rung rời. Dễ thương. Trong tim ở nhà mà tôi hay coi là lúc MC kêu to hai người cùng trao nhẫn cưới. Cả đám đứng hát hò còn tôi như muốn vỡ tay, tôi mất em thật rồi. Trời ơi. Xưa có mấy bạn kêu là sinh viên nghèo cái kiểu gì mà vứt kim cương đầy thế anh, thì cái này là hài đó các bạn ạ, kiểu mim mim ơi. Em chào tình này duyên kiếp thế thôi, nhìn em vui bên người đám cưới buồn cho tôi. Dễ thương thầy. Trên trời có chuyện gì sao, xếp thành một chữ vì sao yêu, duyên kiếp của bạn có người mà sao chỉ có một người. Bài tình cảm chỉ là hay sầu lắng á, tặng cho cô dâu chú rể đêm đồng vòng quẩy cho nó ăn á. Tay này em cầm ly rượu, mừng tay kia cầm mi cà rô, chỉ kịp hát đã vô mấy cái nhà gái nhìn đòi lên đô. Ngày xưa nắm tay em qua con kênh xanh xanh, em nói em yêu anh, tình yêu bao năm hẹn ước thề tốt, sao bây giờ em bỏ anh đi. Nhanh bụi chuối hú hí ngày nào, cầu che nồng ấm ngày nào, tay hoài nát cả cõi lòng chỉ biết tin người ta trao em trong ca. Dũng đứng lên nhạc sập sình từng bừng, đây vô đây vô cô sáu kế bên cầm. Nha, cái video này ngày xưa là cái video phải nói là cực kỳ đặc biệt luôn. Tại vì là ngày xưa kênh tôi lúc mà mới làm á là ít bạn xem lắm, nhưng mà khi mà tôi đăng cái video này lên á, nhiều bạn xem cực kỳ và người ta thích cực kỳ luôn. Người ta bảo là làm video kiểu này hài quá anh ơi, làm thêm đi anh. Đó. Thì thật sự là video này cái video đáng nhớ của tôi cực kỳ luôn, cực kỳ nhớ luôn. Ê, này là gì đây? Show PC cùi mía của Phong Cận TV. PC Gaming. Ok, và hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Ôi, ngày xưa bạn coi video ngày xưa quay vlog á, bạn coi nè, thấy hình ảnh nó mờ không? Nó mờ tịt luôn á, là bởi vì là ngày xưa là nhà nghèo cho nên là chưa có điện thoại đó bạn. Ngày xưa là mượn điện thoại của ba để quay á. Điện thoại của ba mình thì cũng cùi chứ không xịn, cho nên ngày xưa bạn coi nè, quay mờ tịt luôn. Thôi. Thì à, như lần trước đã hứa với anh em á, khi nào mà kênh mình đạt được 5.000 subscribe thì mình sẽ sớm dàn PC cho anh em xem. À, có nghĩa là lúc này là đạt được 5.000 subscribe rồi. Thì dàn PC của mình nó cũng khá là bình thường thôi, cũng không có gì đặc sắc lắm. Thì nó cũng giá của nó cũng chỉ khoảng có 17 triệu thôi. Ui, 17 triệu thôi á. Tính ra ngày xưa mà có được 17 triệu mua cái PC là cũng hơi bị xịn á. Các bạn biết tiền ở đâu ra không? Ngày xưa là mình đi bưng gạch đó các bạn. Mình đi khinh gạch cho người ta phụ hồ á, để mình kiếm tiền á. Lúc đó mình được ba mẹ cho thêm ít tiền nữa, thế là mình mua cái dàn PC này luôn. Và mình làm YouTube đến bây giờ luôn. Các bạn tưởng tượng đi, một thằng nhóc 17 tuổi thôi, 17 tuổi mà có 17 triệu đi mua PC là bạn thấy là cũng hơi bị xịn. Tốt luôn. Đây, đây là cái thùng CPU của mình nè. Đó, thùng CPU của mình. Anh em thấy nó khá là màu mè không? Quạt fan rồi màu đỏ, mình rất là thích. Ngày xưa là hơi bị quý cái thùng PC này luôn á, lúc mà mới mua về quý lắm. Cái màu đỏ và màu đen, bởi vì hai cái màu này nó trộn vô rất là nam tính. Rất là nam tính. Rất là nam tính nha. Rất là nam tính đó nha. Ok. Thì đây, nhìn nó rất là nam tính. Đây, đây à, cái này là kính cường lực anh em ạ, kính cường lực. Chúng ta có thể nhìn vào bên trong được, thấy khá là... PC dùng kính cường lực. Lúc trước á là mình build cái thùng PC này nè, mình tính build là cái cây của nó, cái vỏ thùng á, là mình tính build là một cái vỏ thùng loại bình thường thôi, không có kính kiểu này đâu. Nhưng mà tại vì là cửa hàng á hết vỏ thùng rồi, cho nên là tặng cho mình luôn một cái vỏ thùng như thế này luôn. Chứ cái vỏ ngày xưa quay video vlog còn nói chuyện bị cà lăm nữa các bạn ạ. Còn bị cà lăm nữa cơ. Tính ra là coi mộc mạc đáng yêu phết chứ bộ. Còn đây là màn hình của mình. Màn hình của mình. Màn hình của mình như thế nào nào? Xong lên. À đây. Màn hình của mình là mình xài màn hình của Dell. Màn hình của Dell.
À, tính ra nha, ngày xưa là kênh của tôi không phải là Phong Cận TV đâu mấy ông à. Kênh của tôi ngày xưa mà nói đúng là kênh tôi là Phong Zido. Phong Zido là cái tên đầu tiên của tôi. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ kiểu đọc là Phong Zido nghe nó cũng hơi khó đọc. Cho nên thôi tôi thấy tôi bị cận, tôi đổi thành là Phong Cận luôn. Với lại là kênh Phong Zido của tôi là ngày xưa là bị mất kênh rồi, cho nên tôi đổi tên luôn, kiểu vậy. Đây là kênh YouTube của mình nè, anh em đừng quên subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình nha. Đúng rồi, đừng quên subscribe nha các bạn. Giờ mình vẫn còn lại là Phong Zido. Lúc này là đạt được 5.000 người đăng ký, 5.268 người đăng ký. Tính ra ngày xưa mà đạt được 1.000 người đăng ký thôi là mừng muốn khóc luôn các bạn, thời. Nhưng mà mai này mình sẽ sửa lại. Tại vì mình chưa có thời gian để làm theo ảnh nền. Thì đây. À, phòng của mình á thì mình cũng không biết là phải trang trí như thế nào cho nó đẹp, cho nên là có cái gì bỏ lên đó luôn. Đây là đây là cái webcam của Logitech. Đọc cũng sai nữa. Đây là cái webcam, webcam này là Logitech. Thôi mệt quá, ông đừng quảng cáo đâu mày, ông quảng cáo coi chén thật sự luôn á. Còn đây là một số những cái đồ dùng của mình á, mà mình bỏ này cho nó đẹp thôi. Đây là một cái bộ bài, lúc trước mình có làm ảo thuật á, mình rất là thích làm ảo thuật, cho nên là mình có mua một cái bộ bài để mua bộ bài để làm ảo thuật. Bộ bài đẹp không hả? Chứ còn dạ. Mấy bạn biết bộ bài này nhiêu tiền không? Mấy bạn biết cái bộ bài trên hình này bao nhiêu tiền không? Bộ bài này là giá của nó ngày xưa tôi mua là hình như là 160.000. Mà bạn biết cái thời mà tôi đi học, năm tôi học lớp 6 á, là lúc đó nhà tôi rất nghèo luôn. Và thời đó tiền á là 100.000 thôi, cũng rất là lớn luôn các bạn. Mà tôi bỏ ra 160.000 để tôi mua cái bộ bài này, tôi về tôi làm ảo thuật. Là bạn thấy tôi chịu chơi cỡ nào chưa? Mình có mua một cái bộ bài để về chơi. Anh em thấy bộ bài đẹp không? Đẹp. Còn dạ cơ nè. Dạ đẹp. Thì, không có ghế, mình không có ghế, cho nên mình xài đỡ cái ghế này để ngồi thôi. Nói chung là cái bộ PC của mình thì cái ghế này của tôi ngày xưa là tôi ngồi á, nó đau đít cực kỳ luôn, nó đau cực kỳ. Cho nên là tôi phải lấy cái gối á bạn. Tôi lấy cái gối để tối tôi ngủ nha. Là tôi chỉ có đúng một cái gối thôi. Nhưng mà tôi phải hy sinh cái gối đó để tôi dùng, tôi để lên cái ghế để tôi ngồi lên cho nó đỡ đau cái mông. Bởi vì để chứ ngồi ghế này nó đau mông cực kỳ luôn. Mà mỗi ngày tôi phải livestream mấy tiếng đồng hồ. Trời ơi trời. Ghế cho nên mình xài đỡ cái ghế này để ngồi thôi. Nói chung là cái bộ PC của mình thì nó cũng bình thường, cũng không có gì gọi là cái gớm đó. Ngày xưa còn trang trí cả mặt nạ hacker. Trời ơi, mặt nạ hacker đục trẻ trâu luôn. Chung là có cái gì thì bỏ lên bàn cho nó đẹp thôi. À đây là con mic của mình. Đây là cái mic của mình. Cái mic của mình là mình xài con BM800. Cái con này dùng để thu âm nè, rồi dùng để mình... Thôi được rồi, bỏ qua đi, tôi sẽ không xem vlog này nữa. Tôi xem tôi ngượng quá. Coi video tiếp theo coi. Đây nè, quá trời video Mini World ngày xưa luôn. Ok. Ui, đây. Cái series của tôi, cái series mà Vùng Đất Chết. Trời ơi thời. Lại thêm một cái series huyền thoại ngày xưa của tôi nữa, Vùng Đất Chết. Từ từ để coi tập 1 coi, có tập 1 không? Có tập 1 không? À, đây rồi. Tập 1 đây nè, tập 1 Vùng Đất Chết nè. Để xem thử coi. Ôi, có intro luôn. Giật. Vào năm 6069, trái đất có một vùng đất đã bị nhiễm virus zombie. Các loài động vật cũng không ngoại lệ, bọn chúng trở nên cực kỳ hung hăng và khát máu. Người dân bị giết rất nhiều và cũng đã bị biến thành zombie. Nên từ đó vùng đất đó có tên là Vùng Đất Chết. Trời ơi, chất lượng vậy trời. Intro ngày xưa làm vậy là hơi bị đỉnh nha bạn. Ngày xưa làm được intro vậy là hơi bị đỉnh đó nha. Vùng Đất Chết, sấm chớp đùng đùng cái kiểu nó hơi bị đỉnh luôn. Chạy nhanh lên khổng lồ ơi. Ơ có thức ăn kìa. May quá mình phải lượm lại thức ăn mới được. Còn một con gà bị nhiễm zombie, không được lại gần tao. Chết đi. May quá. Mình phải lưu trữ thật là nhiều thức ăn mới được. Có một con nhện kìa. Để mình giết nó. Zombie. Tính ra nha, mình xem lại video này á, mình không biết mấy bạn có công nhận hay không, nhưng mà bản thân mình nha, riêng bản thân mình á, là mình thấy á, là ngày xưa mà mình diễn được như thế này thôi là cũng hay vậy các bạn. Tại vì là ngày xưa ít người làm về replay kiểu này lắm, và mình diễn kiểu này là cũng hơi bị đỉnh rồi đó. Nói chung là có bạn nào mà là fan của series Vùng Đất Chết ngày xưa của tôi, hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Tôi nghĩ là chắc là mấy ông bây giờ cũng lớn hết rồi, chắc là mấy ông cũng nhớ đúng không? Bạn nào biết thì nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Ngoài cái series Vùng Đất Chết đó của tôi ngày xưa thì tôi còn có làm thêm một cái series Mini World ngày xưa nữa. Để tôi xem coi đó là series gì ra, tôi quên tên mất tiền mà tôi nhớ có. À đây, Trường Học Ma Quái. À đây. Bây giờ mình sẽ luyện tập chém vào cây. Chà. À, đứt chuỗi hết luôn. Đúng là sức mạnh của mình nó tăng lên rất là nhiều anh em ơi. Wow, ngày xưa diễn đúng kiểu đáng yêu luôn á ông thời. Diễn đúng kiểu đáng yêu luôn á.
intro giật giật. Ok bà hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mới của mình. Đó chính là series Trường học mà quay. Nghe đáng yêu á nhờ, nghe kiểu dễ thương á nha. Ok, là mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến series Trường học mà quay. Thời đúng kiểu đáng yêu luôn á. Thời tôi ngày xưa dễ thương thế nhờ. Có bạn nào là fan của series Trường học ma quái luôn không? Comment xuống bên dưới tôi biết luôn nha. Series này ngày xưa cũng hơi bị nhiều bạn xem á. Ngày xưa làm cái series Trường học ma quái nè là tôi biết thành Zoro nè, Slenderman nè, Zep the Killer, thành Hulk nè, thành các siêu nhân, Sanji nữa, có các siêu Sanji ở đây nè. Thời là Superman. Tính ra ngày xưa làm series này á là mấy bạn thích tôi biết thành nhân vật nào là tôi biết thành nhân vật đó luôn các bạn. Có cả Kaito Kid nè, Naruto nè. Có anh Levi nữa này. Có anh Levi trong Titan nữa này. Ôi, tính là nhớ nha. Khoan từ, còn một series nữa tôi mới vừa lướt chúng đây. Ninja Cận Thị. Để xem thử coi cái series này của tôi là ngày xưa làm có gì đặc biệt không. Nhạc Naruto. Khoan từ, có bản quyền không ta, có bản quyền không ta. Sợ bản quyền lắm nha, sợ bản quyền lắm á. Nghe hay thế nhờ. Nghe hay thế nhờ. Thời nhạc nghe đúng hay luôn á. Wow. Ninja xanh không cần. À. Ôi ôi ôi. Hiệu ứng biến hình. Bụp 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 bụp. Hiệu ứng Free Fire. Đây anh Mr. Dịch. Ra vàng, mít ra dịch. Mấy bạn có công nhận với tôi là ngày xưa cái series này á là kiểu biến hình chớp chớp cái kiểu mà mấy bạn xem bạn rất là thích không? Tại vì nhìn nó cũng ảo ảo á. Nhưng mà thật ra là video này nó cũng đơn giản lắm nhưng mà view cũng cao nha. 2,4 triệu view nè, 4 năm trước này. Tính ra nhiều bạn thích xem hết. Anh Phong ngầu quá, chắc anh đã bỏ ra rất nhiều công sức cho series này. Thời ngày xưa mấy bạn comment dễ thương thực sự. Và ngoài những cái series trên á thì tôi còn có mấy cái series kiểu như là Nhật ký luyện rồng nè, ngày xưa quay chung với Sammy nè, lúc này là mới quen Sammy nè là bọn tôi có quay cái Nhật ký luyện rồng cùng với nhau. Đó, sau đó là bọn tôi quay thêm cả những cái mini game các kiểu nữa. Ôi có vlog ngày xưa nè. Xem thử vlog ngày xưa coi. Ơi, làm gì đó, làm cái gì đó, đang làm gì đó. 20 tháng 7 này team mình offline gặp nhau nhé. Mr. Vịt đẹp trai. Ôi sao nhìn mặt tôi ở trong video này với mặt của tôi bây giờ sao nhìn nó khác nhau dữ vậy ta. Nhìn lúc này kiểu thư sinh, nhìn kiểu gọi là rất là ngoan, còn bây giờ nhìn mặt tôi đúng lì luôn. Làm trò gì đây. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì hiện tại là mình đang ở trong phòng của mình. Thì phòng của con trai cho nên là nó hơi bừa bộn chút xíu, xin lỗi anh em nhé. Ngày xưa là cái nhà này là nhà trọ. Ngày xưa tôi thuê chung với lại ba mẹ tôi. Tôi sống chung với ba mẹ tôi. Thì ba mẹ tôi nhường cho tôi cái phòng to nhất. À không, phải nói đúng là cái nhà này có đúng một cái phòng thôi à. Và ba mẹ tôi nhường tôi cái phòng đó để tôi làm YouTube. Còn ba mẹ tôi thì ba mẹ tôi ngủ ở ngoài phòng khách đó các bạn. Rất là thương ba mẹ luôn. Ngày xưa ba mẹ đúng kiểu hy sinh vì tôi luôn á anh em. Ai à. Ơi còn này là bé bông nè, bé bông nè. À nhầm, Bạch Tuyết. Đây là Bạch Tuyết nè. Có anh em nào nhớ Bạch Tuyết không? Run. Làm gì đây? Dễ thương đấy nha. Cái này là đóng hộp Bạch Tuyết để đem Bạch Tuyết đi bán các bạn ạ. Đúng kiểu là cho sao Bạch Tuyết luôn. Sao có thể bán Bạch Tuyết được đúng không Bạch Tuyết ơi? Trời ơi, thương lắm. Ôi, đáng yêu nha. Nếu như bạn nào mà xem kênh của tôi ngày xưa thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết một cái nhân vật, đó chính là Bạch Tuyết. Thì nói chung á là bây giờ thì tôi không còn nuôi Bạch Tuyết nữa. Bạch Tuyết hiện tại bây giờ đang được một người chủ cũ của Bạch Tuyết đang nhận nuôi Bạch Tuyết. Đó thì tại vì là tôi cũng khá là bận việc các bạn cho nên tôi nghĩ là tôi không có phù hợp để nuôi thú cưng. Bởi vì nếu mà tôi nuôi thú cưng á thì mình phải dành thời gian cho nó ăn nè, tắm cho nó, dẫn nó đi chơi cái kiểu nữa. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là tôi bận quá cho nên là cũng để nó ở nhà thì tội nghiệp nó. Cho nên là tôi quyết định là giao nó lại cho người chủ cũ để người ta nuôi. Bây giờ chắc tôi nghe nó cũng đã lớn rồi. À quên, bữa trước chị chủ cũ chị ấy bảo tôi là Bạch Tuyết được làm cha rồi đấy các bạn. Bạch Tuyết có con rồi đấy. Bạch Tuyết gọi là có nguyên đàn con luôn rồi đó. Chắc giờ nó cũng phải lớn lắm rồi.
mà nhớ đúng không nha. Chà, tính ra là cái khoảng thời gian mà tôi làm video về Mini World các bạn là một khoảng thời gian rất là dài luôn đó. Tôi làm rất nhiều video Mini World luôn. Sau đó dần là kéo xuống đây là bạn thấy là tôi bắt đầu tôi chuyển từ từ qua làm thêm cả game Minecraft nữa. Nhưng mà làm không nhiều, vẫn làm Mini World là chính rồi chứ cũng không làm Minecraft nhiều lắm. Đây nè, đây chính là giai đoạn mà lúc mà tôi bắt đầu chuyển dần qua bên Minecraft nè. Lúc này là tôi bắt đầu tôi làm nhiều video Minecraft hơn và bắt đầu tôi từ từ là từ bên Mini World tôi chuyển qua bên Minecraft. Thì cũng có nhiều bạn bảo là tại sao Hero Team không làm về Mini World như ngày xưa nữa mà tự nhiên chuyển qua Minecraft làm gì? Đang vui mà. Thì nói chung á bạn là cái gì nó cũng có thời điểm của nó. Lúc này là game Mini World đang khá là nhiều bạn xem, nhưng mà sau đó từ bắt đầu người xem ít đi dần thì bọn mình bắt buộc là bọn mình phải chuyển qua làm về game khác. Tại vì là công việc của bọn mình mà, bọn mình phải chấp nhận thôi bạn. Và sau khi mà chuyển qua bên Minecraft á thì tôi còn có thêm những cái series, ví dụ như là bạn gái tôi là phù thủy nè. Và tôi cá chắc là cũng có rất nhiều bạn thích xem cái series này, bởi vì thời cái series này của tôi khá là nổi. Với lại là series tôi là phù thủy mạnh nhất đó, một trong hai cái series mà tôi thấy là từ đó giờ tôi thành công nhất từ đó giờ luôn, tại vì view rất là cao. Wow, sau khi mà tôi xem xong cái kênh của tôi phải nói rằng là có quá nhiều kỷ niệm luôn ạ, quá nhiều kỷ niệm từ cái thời gian mà tôi mới bắt đầu làm video đầu tiên cách đây 5 năm trước tôi làm về Mini World cho đến lúc mà tôi bắt đầu tôi chuyển qua bên Minecraft. Và bây giờ thì tôi bắt đầu tôi không còn chơi Minecraft nhiều nữa mà tôi chuyển, tôi chơi rất nhiều game. Ví dụ như là ông hàng xóm nè, hay là tiệm net nè, hay là những cái game như là Gacha Life, game kiểu là Baby in Yellow kiểu nữa. Đó, thì có một cái này mình cũng muốn tâm sự với bạn. Đó chính là có nhiều bạn bảo mình là tính ra ông Phong này ngày xưa xem ổng thấy vui, xem ổng thấy hài. Nhưng mà sao bây giờ thấy ổng kỳ quá, không xem ổng kiểu gọi là làm chán quá hay gì đó. Thật ra nha các bạn là không phải là các bạn xem video của tôi các bạn thấy chán đâu, mà là bởi vì các bạn đã lớn rồi. Thật, các bạn đã lớn rồi. Có thể là cái thời điểm mấy bạn xem video Mini World của tôi á, lúc đó mấy bạn chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, 11, 12 tuổi hoặc là 13 tuổi gì đó. Thì các bạn xem những video mà tôi diễn á, các bạn sẽ thấy rất là thích. Nhưng bây giờ 5 năm trôi qua rồi các bạn, mấy bạn đã lớn rồi. Thật sự, những người khán giả của tôi bây giờ các bạn đã lớn rồi. Các bạn bây giờ đã 18 tuổi, các bạn đã 20 tuổi rồi. Thì dần rồi các bạn sẽ không còn thích xem những video mà tôi diễn nữa. Cho nên là tôi thấy như vậy. Tôi thấy như vậy cho nên là tôi quyết định là bây giờ tôi không làm diễn nữa. Tôi không còn diễn kiểu vô video diễn cái kiểu nữa, mà tôi sẽ chơi game luôn. Tôi sẽ chơi game, tôi chơi những cái game mà tôi yêu thích. Tôi chơi những cái game mà mấy bạn thích xem thì tôi sẽ chơi đó. Cho nên là mặc dù tôi biết là view của nó không cao bằng những video ngày xưa tôi diễn đâu, nhưng mà ít ra là tôi cảm thấy tôi hạnh phúc, bởi vì tôi đang làm những thứ mà tôi muốn. Tôi đang chơi những cái game mà tôi thích đó. Thì nếu như bạn nào xem tôi á thì mấy bạn, tôi mong là mấy bạn sẽ xem vì tôi chứ không phải là xem vì cái tựa game mà tôi đang chơi, kiểu kiểu vậy. Và những người vẫn luôn ở đây, vẫn luôn xem tôi, thật sự tôi rất trân quý các bạn. Và tôi thật sự rất biết ơn các bạn vì các bạn đã luôn ở đây ở bên cạnh tôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cũng có nhiều bạn bảo là ông Phong ngày xưa coi ông vui mà bây giờ thấy có vẻ là ông bị mất chất rồi thế này kia. Nhưng mà không phải đâu bạn, chẳng qua là các bạn đang lớn lên dần thôi và các bạn thấy kiểu không còn thích xem tôi nữa thôi, chứ không phải là tôi thay đổi đâu, tôi vẫn là tôi thôi. Và sắp tới đây khi mà tôi chuẩn bị chuyển nhà mới á thì tôi đang suy nghĩ rằng là tôi sẽ livestream nhiều hơn, tôi sẽ ra vlog nhiều hơn và tôi sẽ có những đóng góp nhiều hơn cho YouTube Việt Nam của mình. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ chờ tôi và đón nhận những thứ mới đến từ tôi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và dù như thế nào chăng nữa, dù tôi có chơi game hay tôi quay vlog hay là tôi chuyển qua tôi làm bất cứ gì chăng nữa thì tôi vẫn là Phong Cận. Tôi vẫn ngồi đây và dù chỉ có một người xem thì tôi vẫn sẽ làm. Bởi vì vẫn luôn có người bên cạnh tôi thì tôi vẫn sẽ làm thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, những người đã luôn ở bên tôi, đã luôn ủng hộ cho tôi. Cảm ơn các bạn. Tôi yêu các bạn. Bye bye. Xin hãy luôn nhớ nhau những ký ức hay khắc ghi thật sâu. Dù cho mai đây ta đang ở nơi chốn nào, bóng dáng thân quen vẫn luôn còn đây. Xin hãy luôn nhớ trôi qua ngày mình xa nhau mỗi lúc gần hơn. Hello team, hello team.